thầy muốn nói đến một phần, một vài những cái tiểu xảo trong một trận đấu mà các đội bóng có thể sử dụng. Đó, à, cái này là có thể là cho phép, các cầu thủ có thể cho phép. Thì khoan, đầu tiên Hồng Sơn, xin ngắt lời thầy Hồng Sơn để thay mặt mấy đứa nhỏ, mấy đứa con của em thì em hỏi thầy Hồng Sơn, làm cho đối phương chậm bước tiến, mình có được gọi là chơi xấu không hay là kỹ thuật được hợp pháp? Tuyệt vời, cảm ơn Bảo Mẫu Thanh Thức, câu hỏi rất là hay. Tiểu xảo ở đây có cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tiểu xảo như chú Thức nói là chúng ta đánh lừa đối phương bằng cách di chuyển này, bằng cách đánh lạc hướng, rồi là làm cách nào đó lừa đối phương để ghi bàn thắng, đúng không ạ? Thì đấy là một cái tiểu xảo cho phép. Và cái nghĩa đen đó là tiểu xảo mà trọng tài nếu như bắt được, trọng tài phát hiện được thì sẽ cho cái thẻ vàng. Có hai loại. Nó có hai loại. Và cái tiểu xảo ngày hôm nay ấy, mà thầy Nguyễn Hồng Sơn muốn chia sẻ với các con ấy, là những cái tiểu xảo mà đối thủ chúng ta có thể dùng, và những cái tiểu xảo để chúng ta có thể chống lại được những cái tiểu xảo đó, đúng không nào? Để cho chúng ta có được một cái kết quả tốt nhất. Vâng, bây giờ anh Hồng Sơn có thể chia sẻ thêm nhé. Trong cái 5 tháng mà thầy đi thi đấu thì rất nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc là đối phương có thể dùng tiểu xảo. Thứ nhất ấy, khi mà kèm người là đối phương có thể là dẫm bàn chân, tức là cái đôi giày đấy vào móng chân của chúng ta, tức là chỉ cần là giả vờ bước xong rồi dẫm nhẹ một cái, thế là mình bị đau. Cái thứ hai là khi chạy là họ có thể vung tay vào người, vào mặt, vào cổ, tức là cái người ta lấy đà mà, người ta chở vào, người ta chạy cái tay người ta chạy, người ta vung, thế là vào đây, vào mặt. Đấy là cái tiểu xảo xấu. Đấy, cái thứ ba đó là ăn vạ, chạm nhẹ vào người chúng ta một cái, hay là anh Hên, hay là anh Nguyễn va chạm đằng sau một tí, hay là lăn lộn, ơi đau quá, giống như là để cậu ăn vạ, ăn vạ giống như bạn Dương của chúng ta trong cái trận đấu vừa qua, đúng không? Ui ôi đau quá, ui giời, mệt quá, tức là mệt quá nhưng mà giả vờ ui đau quá. Và một cái thứ tư nữa đó là câu giờ thì giống như là bạn Bình lúc ở trong trận đấu mệt quá mà thủ môn lên đá mệt quá, thế là bảo thầy ơi con mệt quá, thế là bạn ấy giả vờ bạn chuột rút vào bẻ đấy, để thở, để tranh thủ thở đấy, tranh thủ vào bẻ cứu tớ ơi, thế là bắt đầu nghỉ đi nằm ra. Thế là đồng đội phải đến đấy, tức là ít nhất là có 4-5 cái 6 tiểu xảo đó, để cứ như kéo dài thời gian đó, rồi là va chạm đấy, rồi là ăn vạ đấy, kêu khóc, rồi là đủ các kiểu, nắm áo, kể cả nắm áo trong trường hợp như bạn Khang đấy, rất là nhanh đúng không, luồn lách thì gì, bạn Hên đã dùng kéo áo mà trọng tài không để ý đó. Thì đó là những cái tiểu xảo xấu, tiểu xảo mà mọi người đều lên án, tức là các cầu thủ nhí chúng ta không được phép sử dụng. Thực ra là với lứa tuổi như các cầu thủ nhí như thế này thì bản thân thầy Hồng Sơn ngày hôm nay nói cho các con cái việc là các cái tiểu xảo nó sẽ có thể xảy ra trong các trận đấu để các con tránh là chính, đúng không nào? Còn chúng ta ấy là những cầu thủ nhí 2020 là chúng ta sẽ cố gắng là đá sao cho nó fair play nhất, không sử dụng đến tiểu xảo. Trừ khi đội bạn sử dụng tiểu xảo thì chúng ta có thể phát hiện và để tránh được những cái tiểu xảo của các bạn, để chúng ta đỡ bị đau này. Và cái hơn nữa là chúng ta có được cái lợi thế ở trong mỗi cái khi mà chúng ta tranh chấp với đội bạn, đúng không nào? Đấy là điều mà thầy Hồng Sơn muốn nói ngày hôm nay trước khi chúng ta đến với trận đấu chung kết này. Và để không khí lửa trại vui tươi thế này, yeah, xin mời Bảo Mẫu Thanh Thức hát thôi. Cảm thương đàn hả? Dạ, yeah, xin mời. Hát bài gì mà vui đi, chung hát cho đường nè, hát bài gì nhờ? Bốn phương trời ta về đây chung vui gì đó. Đừng dậy, mình đi một vòng quanh lửa trại nhá. Cắm cá vào đây đi con. Cắm vào trong ấy, sâu vào. Nói lại yên tâm, ta đi một bề lớn mới để nói sơn hà. Ôi trời, sao đi? Cắm bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bóng chân quay. Vỗ tay đi các bạn kìa, vỗ tay tí nhá.
mở rộng ra, nóng quá. Mở rộng ra nóng quá. Ta nóng quá. Chạy.